Hai hình ảnh và hông tuyết và lông chiên, lông cừu đó là hai khía cạnh của đời sống mới mà Chúa Giê-xu muốn ban cho chúng ta. Đây là hai khía cạnh của sự cứu rỗi, của một đời sống có Chúa làm chủ, một đời sống ở trong nội tâm thể hiện ra bên ngoài, ngoại thể, là hai hành động. Một hành động sẵn lòng và một hành động vâng lời sẽ đưa tới cái công việc làm như vậy. Sẵn lòng nói về một hành động của trái tim chúng ta, nói về một hành động ở trong tấm lòng của chúng ta. Chúng ta dâng lên cho Chúa niềm tin, dâng lên cho Chúa cuộc đời của chúng ta, cuộc đời của chúng ta cho Chúa cứ thế, để làm một quyết định thực tiễn là chúng ta nhất quyết đi theo Chúa, làm theo sự hướng dẫn của Ngài. Đó là trong tấm lòng của chúng ta, trong trái tim của chúng ta. Đây là cái sự thay đổi ở bên trong. Và khi chúng ta cương quyết như vậy, chúng ta muốn làm cái điều đó, thì tấm lòng của chúng ta được thay đổi. Đầu tiên, chúng ta phải thay đổi ở trong tấm lòng trước. Nếu mà tấm lòng của chúng ta có thay đổi, thì từ trái tim mới có những câu nói lên trên bộ óc, và từ bộ óc mới đưa ra những hành động chúng ta cần phải làm ở bên ngoài để làm theo những điều mà dạy dỗ. Những người không theo Chúa một cách chính xác có lẽ là không có một cái hành động phát xuất từ trong tấm lòng và thể hiện qua trong hành động. Nhiều người chỉ có một nửa mà thôi. Họ có những người họ có tấm lòng muốn phục thiện, muốn thay đổi đời sống, họ suy nghĩ những điều tốt lành, họ học hỏi những điều tốt lành và họ biết nhiều điều tốt lành, nhưng mà họ chỉ giữ ở trong lòng của họ mà họ không thể hiện ra được ở bên ngoài, họ không làm được gì với những người ở chung quanh, để những người chung quanh nhìn thấy rõ thực sự họ có sự thay đổi ở trong tấm lòng. Rồi có nhiều người khác thì có không có những gì ở trong tấm lòng, không có sự thay đổi ở trong lòng của mình, nhưng mà có những lời nói ở bên ngoài, có những hành động, có những cách thức để bày tỏ cho người khác biết được rằng là mình giàu có lời Chúa, mình hiểu biết rất là nhiều. Thì đây cũng là những người chỉ có một nửa mà thôi, nhưng mà Chúa thì biết rõ những gì ở trong tâm khảm của chúng ta, ở trong tấm lòng của chúng ta. Chúa là đấng mà suy xét tất cả mọi việc xảy ra ở trong lòng của chúng ta. Ở trong châm ngôn đoạn 17 câu 3 thì nói rằng nồi rót để luyện bạc, lò để luyện vàng, nhưng Đức Giê-hô-va thử lòng của loài người. Thế nên mình thấy rằng là tấm lòng của loài người là căn bản của tất cả mọi sự sống của người đó. Nếu mà trong lòng không có cái điều gì thực sự, không có niềm tin thực sự nơi Chúa, thì tất cả những công việc làm, những lời nói chỉ là về gì bề ngoài thôi. Đời sống bắt đầu từ bên trong tâm khảm của chúng ta, bắt đầu bằng sự sẵn sàng tuân theo luật pháp của Chúa từ trong tấm lòng của chúng ta. Nếu mà chúng ta thực sự là con dân Chúa, chúng ta sẽ chứa đựng lời của Chúa ở trong lòng, và chúng ta sẽ có đầy dẫy lời Chúa trong lòng của chúng ta. Trong Jeremy đoạn thứ 31 câu 33 thì nói rằng Đức Giê-hô-va phán: này là giao ước mà ta sẽ lập với nhà Israel sau những ngày đó. Ta sẽ đặt luật pháp ta trong bụng chúng nó và chép vào lòng. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó, chúng nó sẽ làm dân ta. Thế nên nếu mà mình có Đức Chúa Trời làm Đức Chúa Trời của mình, nếu mà mình thực sự là dân sự của Chúa, mình đã được Chúa chép luật pháp của Ngài vào trong tấm lòng mình rồi. Và mình biết được tất cả những gì mà Chúa muốn mình phải sống, mình phải làm theo đúng luật pháp của Chúa ở trong lòng chúng ta, là dân sự của Chúa. Ghi chép lời của Ngài ở trong tấm lòng để luôn luôn biết ý của Chúa và sẵn sàng làm theo ý muốn của Ngài. Lời Chúa ở trong lòng chúng ta thay đổi tư tưởng chúng ta. Nếu mà chúng ta có đầy dẫy lời Chúa ở trong lòng, tư tưởng của chúng ta sẽ gần gũi với ý Chúa nhiều hơn. Sự suy nghĩ của chúng ta sẽ đúng đắn hơn. Ý muốn của chúng ta, việc làm của chúng ta từ đó sẽ gần với lại ý muốn của Chúa hơn. Và đó là sự ban cho của Đức Chúa Trời cho đời sống của chúng ta. Ê-xê-chiên đoạn thứ 36, câu 26-27 nói rằng: ta sẽ rưới nước trong trên các ngươi và các ngươi sẽ trở nên sạch. Ta sẽ làm sạch hết mọi sự ô uế
và mọi thần tượng của các người, ta sẽ ban lòng mới cho các người và đặt thần mới trong các người. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi thịt các người và ban cho các người lòng bằng thịt. Ta sẽ đặt thần ta trong các người và khiến các người noi theo luật lệ ta, thì các người sẽ giữ mạng lệnh ta và làm theo. Thành ra mình thấy rằng là nếu mà mình được Chúa ban thần của Chúa vào trong lòng của chúng ta, thì chúng ta sẽ giữ gìn được luật pháp của Ngài, lời của Ngài một cách chặt chẽ hơn, và chúng ta sẽ làm theo được lời của Ngài một cách chính xác hơn, đúng đắn hơn. Những người có Đức Thánh Linh ở trong lòng và luôn luôn nghe theo sự hướng dẫn của Chúa là những người sẵn lòng, giống như là Esai nói, Esai đã viết như vậy, sẵn lòng. Và chữ kế tiếp đi sau chữ sẵn lòng là chữ vâng lời ở trong câu số 19, sẵn lòng vâng lời, thì tương tự với lại sẵn lòng nhưng mà hơi khác với sẵn lòng một chút. Vâng lời là khía cạnh của hành động chúng ta. Mình có những cái điều gì tốt lành ở trong lòng của mình muốn làm những điều tốt ở trong lòng của mình. Bây giờ mình vâng lời Chúa, mình làm theo những điều đó, thì mình thể hiện được những điều tốt được ra cái hành động của mình. Và đây là khía cạnh của sự đổi mới thể hiện trên đời sống của những người tín đồ của Chúa. Chúa muốn kêu gọi chúng ta làm con cái của Ngài, không phải chỉ để cho chúng ta có được phước hay không mà thôi, không phải để cho chúng ta có thể được ở trong nhà của Chúa cho đến lâu dài không mà thôi, nhưng mà Chúa còn muốn đổi mới đời sống của chúng ta, để đời sống của chúng ta bổ ích cho riêng cá nhân cho chúng ta và bổ ích cho những người chung quanh chúng ta nữa. Cả sẵn lòng lẫn vâng lời mới làm được việc như vậy. Phải hội đủ cả hai khía cạnh đó thì một người mới hoàn toàn được cải là đổi mới. Chúng ta thấy có nhiều người đổi mới được một nơi lòng không? Họ đổi mới được, họ học được những lời lẽ ở trong Kinh Thánh, và học được những lời để mà họ chia sẻ, họ ca ngợi lẫn cho nhau, và họ muốn sống một cái đời sống như vậy, nhưng mà thực sự trong lòng của họ không có cái sự thay đổi hoàn toàn đó. Họ không sẵn lòng để thay đổi làm theo Chúa đó, cho nên họ chỉ có bề ngoài. Mà những người có bề ngoài thì Chúa Giê-xu luôn luôn quản trách họ. Chúa Giê-xu hỏi gọi là họ là những người giả hình. Có hai lớp người trong Kinh Thánh Tân Ước thường có một đời sống giả hình, đó là những người Pharisee và các thầy thông giáo. Thì Chúa Giê-xu quản trách họ ở trong Ma-thi-ơ đoạn thứ 23, câu 25, câu 26 như thế này: khốn cho các người thầy thông giáo và người Pharisee là kẻ giả hình, vì các ngươi rửa bề ngoài chén và mâm, nhưng ở trong thì đầy dẫy sự ăn cướp cùng sự quá độ. Hỡi người Pharisee mù kia, trước hết phải lau bề trong chén và mâm, hầu cho bề ngoài cũng được sạch sẽ. Tại ra mình thấy Chúa Giê-xu muốn chúng ta hãy rửa sạch tâm hồn của chúng ta trước, hãy sẵn lòng làm theo lời của Đức Chúa Trời trước. Và nếu mà chúng ta làm được như vậy, hành động sẽ theo sau và chúng ta sẽ rửa được ở bên ngoài. Chúa Giê-xu muốn nói rằng chỉ thay đổi bề ngoài không, mà không thay đổi bề trong thì cũng không hoàn toàn được thay đổi, mà nhiều khi còn mắc thêm tội giả dối nữa. Mình thấy giờ này Ê-sai đoạn 1 thì câu 19 nói rằng nếu các ngươi sẵn lòng vâng lời sẽ ăn sẵn được sản vật tốt nhất của đất. Nếu mà chúng ta sẵn lòng và chúng ta vâng lời, chúng ta sẽ được ăn hết tất cả mọi sản vật tốt lành nhất của đất. Câu đó có nghĩa rằng là nếu mà chúng ta hoàn toàn được đổi mới, chúng ta sẽ nhận được trọn vẹn tất cả những ơn phước mà Chúa muốn cho con dân của Ngài có được. Đức Chúa Trời ban đất cho dân sự của Ngài để làm sản nghiệp, và công lao mồ hôi nước mắt của họ đổ ra trên đất nữa sẽ sinh ra những kết quả, và những người được đầy ơn của Chúa sẽ nhận được những kết quả của công lao mồ hôi nước mắt đó, của đất mà họ nhận được phước hạnh đó, họ sẽ nhận được đầy dẫy phước hạnh của Chúa hằng muốn ban cho họ. Và đó là phần đầu của lời biện luận mà Đức Chúa Trời muốn biện luận cùng dân sự của Ngài.
Giống như là chúng ta hay nghe nói một người cưỡi ngựa thì thường hay cầm cái cây có cái cục cà rốt đằng trước cho con ngựa nó thấy cục cà rốt thì nó cứ chạy theo. Đó là kết quả của thái độ sẵn lòng và vâng lời của những con dân của Chúa. Rồi câu số 12 thì Esai viết tiếp như thế này: nhược bằng các ngươi chẳng khấm và bạo lực sẽ bị nuốt bởi gươm, bởi miệng Đức Giê-hô-va đã phán. Thành ra trái ngược với lại sẵn lòng và vâng lời, tức là chẳng khấm và bạo lực. Đây là những gì đối nghịch với thái độ sẵn lòng và vâng lời nói ra từ câu số 19. Thái độ đối nghịch cũng có hai việc là chẳng khấm và bạo lực. Thì tương tự như là sẵn lòng, chẳng khấm là để dặn nội tâm của mỗi một người. Nếu mà chúng ta không muốn làm theo điều mà Chúa dạy dỗ, tức là trong lòng của chúng ta muốn chống đối lại, muốn đối nghịch lại với lời dạy dỗ của Chúa, chúng ta không có khấm làm theo lời của Ngài. Và đó là trạng thái chối bỏ sự cáo trách của Đức Thánh Linh trong lòng chúng ta, các cơ đốc nhân chúng ta. Mỗi khi chúng ta dựa lên làm một cái điều gì sai quấy, hoặc là khi mà chúng ta đã làm cái điều gì sai quấy rồi mà Đức Thánh Linh cáo trách trong lòng chúng ta, chúng ta nghe được những lời cáo trách đó, chúng ta phải biết là chúng ta phải làm theo lời hướng dẫn của Chúa. Chúng ta phải sửa đổi việc làm của chúng ta, việc làm chính của Đức Thánh Linh ở trong lòng chúng ta là cáo trách chúng ta, cáo trách những tội lỗi, những việc làm sai của chúng ta, thúc đẩy chúng ta đi theo chiều hướng vâng phục Chúa Giê-xu. Thì chúng ta không khấm làm theo sự thúc giục đó, tức là chúng ta sẽ trở nên đối nghịch cùng Ngài, chúng ta sẽ trở thành kẻ phản nghịch, chúng ta sẽ làm những điều tội lỗi mà chúng ta không, càng ngày chúng ta càng làm nhiều điều tội lỗi thì sau này chúng ta không còn bối rối với lại tội lỗi chúng ta làm nữa. Bạn nhận là tác động bề ngoài của hành động chẳng đứng ở bên trong. Sự bất tuân phục thể hiện qua những hành động chống đối, qua những hành động bội nghịch. Tất cả những hành động chống đối bội nghịch đó là những việc làm nào trái với lại lời dạy dỗ của Đức Chúa Trời. Đối nghịch và sẵn lòng làm bạn nghịch đối với lại sự vâng lòng với những người như vậy, với những người đã có cái sự quyết tâm ở trong lòng chống đối lời của Chúa, thì dù huyết báu của Chúa Giê-xu có rửa đến đâu đi chăng nữa cũng không sạch khỏi tội lỗi cho họ, và họ sẽ không thể nào được ở trong nhà của Đức Giê-hô-va. Đức Chúa Trời muốn kêu gọi tất cả chúng ta ra trước ngôi vinh hiển của Chúa để cùng bế quan với Ngài, để Chúa cùng giải thích cho chúng ta nghe được rằng chúng ta phải có hai con đường để chúng ta đi. Một là chúng ta sẵn lòng và chúng ta vâng lời, thì chúng ta sẽ làm theo điều mà Chúa dạy và chúng ta sẽ được hưởng hết tất cả mọi phước hạnh Chúa ban cho, sẽ được ăn hết tất cả mọi sản vật tốt nhất của đất. Ngược lại, nếu mà chúng ta chẳng khấm và chúng ta không có tuân lời, chúng ta bội nghịch, thì chúng ta cứ tiếp tục làm theo ý của thế gian đầy tội lỗi, và chúng ta sẽ phải nhận chịu hình phạt của tội lỗi chúng ta làm. Cho nên tôi mong mỏi tất cả chúng ta đều nhận thức được rằng làm theo ý Chúa thì mang lại phước hạnh cho riêng mình, làm theo ý Chúa thì mang lại phước hạnh cho gia đình mình, cho vợ chồng con cái của mình. Kết quả của việc làm tốt lành theo Chúa là mình có được sự bình an. Mình có được sự bình an thì mọi cái công việc mình làm khác cũng đều trôi chảy một cách tốt đẹp và mình dễ dàng thành công hơn. Và nhờ đó thì chúng ta được thỏa lòng. Mà Kinh Thánh nói rằng ở trong Timôthê thứ nhất là